Xin chào tất cả anh em trên âm thanh toàn quốc, những khán giả thân yêu của Audio 88. Xin chúc anh em luôn tràn đầy sức khỏe và có những giây phút thư giãn khi xem video và có thể chọn cho mình những bộ sản phẩm ưng ý nhất. Hãy đừng quên bấm nút đăng ký, bấm chuông theo dõi để cập nhật những video, những bộ sản phẩm mới có thể hiện diện tại phòng âm thanh của anh em với giá thành hợp lý và mẫu mã đa dạng, có thể tự chọn theo yêu cầu anh em nhé. Và không để mất thời gian của anh em, Audio 88 xin giới thiệu với anh em về bộ sản phẩm chân loa gõ đỏ và bộ chân loa gỗ xoan tự nhiên, sẽ được làm quà tặng tri ân với những khách hàng may mắn nhân dịp chuẩn bị ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết thông tin của bộ kệ chân loa gõ đỏ. Và ta sẽ cùng tiến sát máy quay tới. Trước mặt anh em là bộ chân loa gõ đỏ với cái kích thước của mặt trên của nó là có chiều rộng là 25 cm và chiều sâu là 23 cm anh em nhé. Gỗ dày 2 phân và được kết cấu bằng chỉ cũng 2 phân, soi rất là sắc nét và tạo ra đây, cái cấp độ của nó. Đó. Và bốn góc được Audio 88 được gia công như thế này, đệm thêm những cái miếng góc 2 phân để tạo sự vững chắc cho nó. Và mình đã khoan bốn cái lỗ vít vào trực tiếp vào những cái cá góc này đó, để sau về anh em bắt xuống thì ở đây là nó đã có cái lỗ khoan âm, đầu vít nó sẽ chìm xuống dưới mặt gỗ anh em nhé. Đó. Và tiếp theo là thân trụ. Thân trụ được Audio 88 làm cũng rất là nặng, cái này làm rất là nặng vì nó là gỗ đỏ, nó rất là nặng anh em nhé. Sơn si cả 4 chiều luôn. Đó. Rất là đẹp. Rất là nặng luôn. Và ở đây, ở đây bộ đế, bộ đế cũng được Audio 88 gia công rất là chắc chắn và tỉ mỉ anh em nhé. Với cái mặt của nó thì nó đã rơi vào là mặt của nó là mình đã làm là 3,5 phân rồi nhé, nhưng mình vẫn đệm thêm cho một lớp chỉ ở bên dưới là 1,5 phân nữa. Và ở đây mình giặt cho 2 lớp chỉ tổng cộng là 3,5 phân nữa, một lớp 1 phân và một lớp 2 phân. Với các cái góc của nó cũng được Audio 88 gia công những cái miếng góc rất là dày, rất là chắc, tạo cái độ nặng cho chân đế nha anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Thì với cái bộ sản phẩm chân loa này, mặt dưới là 1 chiều 28-30, mặt trên là có kích thước là 23 và một chiều rộng là 25. Đó. Tổng chiều cao của nó khi mình lắp chân đinh lên nữa là nó sẽ cao vào 91 cm anh em nhé. Chưa có chân đinh cao su thì nó đang là ở cái mức là 89,5. Với bộ kệ chân loa gõ đỏ như thế này thì nó sẽ có cái giá thành nó khá là cao vì đợt này gỗ cũng khá là cao. Hơn nữa là coi như là mình làm rất là dày dặn chắc chắn nhé. Thì nó có giá là 4 triệu 800 nghìn anh em nhé. Giá chưa bao gồm vận chuyển. Anh em nào muốn sở hữu những cái đôi chân loa như này thì là vui lòng liên hệ với Audio 88 qua số điện thoại 0965 556332 để được tư vấn và đặt hàng. Và tiếp theo ở đây một món quà tặng được Audio 88 làm gia công bằng gỗ xoan và được phun màu ốc chó anh em nhé. Với cái kích thước mặt trên của nó là 26 và 26 năm, gần 27 anh em nhé, mặt trên của nó. Và thân trụ cũng được
nàng là 10 năm. À, thân trụ là với hình trụ là 15 cm. Vuông 15. Thân đế. Với cái thân đế này là ván cả mặt trên mặt dưới mình làm là dày tròn 2 cm anh em nhé. Bào gọt đi rồi là còn 2 cm nhé. Chỉ cổ cũng 2 cm. Được phun cả mặt trong và mặt ngoài, mặt trên mặt dưới. Trong khi đó là được có cái chân đế cao su căng chỉnh ở đây, là không phải bắt vào trực tiếp vào gỗ. À, mình đã có ốc âm ở đây để cho anh em tháo lắp hoặc là tăng chỉnh tự tự do nhé. Ví dụ nền nhà nó cứ chênh nhau 1 2 3 ni thì mình đặt lên mình ấy rất là chắc chắn. À, anh em nhìn này, ví dụ nó nền nhà mình nó thấp đây, ví dụ mình đặt ở chỗ này thì nó có thể kênh. À, đặt ở cái vị trí là mình chỉ cần tăng chỉnh ra 1 2 nấc thôi là ok. Ok, đấy, mình có thể tăng chỉnh tự do như thế. Ok, với bộ chân loa này, có cái thân đế, quên là chưa báo cho anh em thân đế, 35, và chiều sâu là 26, và bên mặt trên là 26 vuông, thân trụ là 15 vuông anh em nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này làm quà tặng thì Audio 88 sẽ để cho anh em với cái giá 1.350.000 và Audio sẽ bao ship toàn quốc cho anh em với bộ chân loa này, đầy đủ có chân chống trượt bằng cao su đã lắp sẵn sàng. Đó. Bộ này với cái bộ này thì duy nhất Audio 88 chỉ có một bộ nhé. Thì vừa qua mình làm thêm được có một bộ thôi. Tổng chiều cao của nó là 35 phân 5 anh em nhé. Đó. Tiếp theo tới cái bộ này. Bộ này thì với bộ này là không phải là quà tặng, bộ này là bộ của khách hàng đã đặt rồi anh em nhé. À, bộ này là có kích thước 30-30, cao từ mặt đất lên 42, 41. Thế bỏ qua cái bộ này đi, vì bộ này nó cũng giống giống như bộ này thôi. À, bây giờ mình sẽ quay sang cái bộ này. Với cái bộ phía trước video anh em đang xem đây, thì là được sơn mỏ chó, mình còn đang để trong bọc, mình chỉ mới tháo mặt ra thôi. Thì cái bộ này, mình sẽ lắp cả chân chống trượt cao su vào. Xin được tặng cho anh em nó kích thước đã. Kích thước của nó mặt trên nó là một chiều, chiều sâu là 23, chiều rộng nó là 25, thân trụ là 15 vuông và mặt dưới là 28-30. Đó. Thì là anh em nào hợp cái bộ chân này để đồ nhà mình, Audio sẽ lắp chân chống trượt cao su như mấy món vừa giới thiệu. Xin được để cho anh em với giá quà tặng là 1.500.000, Audio sẽ bao ship toàn quốc. Đó. 1.500.000 bao ship toàn quốc anh em nhé. Và bên cạnh đó còn ở trong giấy bóng. À, còn trong giấy bóng thì là bộ đó là cao, tổng chiều cao của nó là 89. Nếu như lắp chân đinh cao su vào thì thêm 1,5 nữa nó rơi vào 90,5. Kích thước mặt cũng như nhau. Kích thước mặt là vẫn chiều sâu 23 và chiều rộng 25, và dưới đế là một chiều 28 và 30. Tổng chiều cao là 90,5 cả chân đinh cao su. Thì với cái bộ này Audio 88 vừa bán vừa tặng cho anh em với giá 1.600.000 và cũng bao ship toàn quốc nhé. Đó. Đó là cái những món quà mà Audio 88 này tặng cho anh em. À, duy nhất là mỗi thứ là mình chỉ còn có một bộ thôi. Đó, một bộ 89.
89, cả chân cao su là 90,5. Sơn màu óc chó nhá anh em nhá. Và bộ 69 này cũng là sơn màu óc chó nhá. Đó. Còn cái bộ nhỏ nhỏ này thì mình sơn màu sáng hơn một chút. Đó. Là hiện tại là có 3 món quà tặng mà Audio 88 muốn tri ân gửi tới anh em đang xem video. Và một món quà tặng nữa. Đó, chính là cái combo cái bộ kệ âm ly này và đôi chân loa cao 89 kia cùng là full màu cánh gián. Với cái bộ kệ âm ly này thì là ván khá là dày anh em nhé, ván khá là dày và được sơn cũng khá là bóng, cái độ chắc chắn vững chãi. Đó là bộ này là ván rất là dày này, là đâu đó là ván của nó là 1/8 như vậy anh em nhé, rất là dày đấy. Thì là xin tặng lại cho anh em nào thấy hợp mắt và yêu thích cái màu như thế này, phù hợp với gia đình, với giá 3.450.000 và Audio 88 bao ship toàn quốc 3 tầng anh em nhé. Ở đây là 3 tầng đấy, đầy đủ chân chèn hướng nhé. Đó, với tổng chiều cao của nó là 74/5 anh em nhé. Còn chiều sâu vẫn là 50 và chiều rộng là 62. Và cái bộ bộ chân loa bằng bằng xoan sơn màu cái dán bên cạnh đấy, thì nếu đi theo đồng bộ này, đồng bộ với bộ này thì Audio 88 sẽ tặng thêm 100.000 nữa so với cái bộ óc chó vừa xong. Là bộ óc chó vừa xong là 1.600.000 bao ship, thì là bộ đó đi kèm với bộ kệ âm ly này Audio 88 chỉ tính 1.500.000 bao ship. Tổng cộng combo cả bộ kệ âm ly và bộ chân loa này thì là sẽ là với giá 3.450.000. Vậy là thành 4.900.000. 4.900.000. 4.900.000 combo cả bộ Audio 88 bao ship toàn quốc anh em nhé. Đó. Với chất lượng rất là ok, đầy đủ chân đinh chèn hướng, PU bóng mờ anh em nhé, rất là chắc chắn luôn. Thì qua video này thì mong tất cả anh em đang xem video chia sẻ tới người thân bạn bè, để ai có nhu cầu thì liên hệ Audio 88 qua số điện thoại 0965 556 332 để được tư vấn đặt hàng và cũng như là sở hữu những cái combo, những cái bộ quà tặng với cái giá nó khá là hấp dẫn, vì bình thường Audio 88 không bao giờ làm cái giá này, và đặc biệt là cái giá ở trên video này nó là quà tặng tri ân tới khách hàng. Rồi, và cuối cùng video thì Audio 88 xin chào tất cả anh em và xin chúc anh em luôn luôn gặp nhiều may mắn, gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ đừng quên bấm nút đăng ký, bấm chuông theo dõi để cập nhật những cái sản phẩm, những mẫu mã mới nhất tại kênh Audio 88. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Xin cảm ơn.